Xin chào tất cả các thầy cô giáo và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần giới thiệu chung. Giới thiệu chung về tác giả. Tác giả tên thật là Phạm Bá Ngoãn, sinh năm 1930, mất năm 1980, nơi sinh ở Thừa Thiên Huế. Ông là người có công đầu trong nền thơ cách mạng ở miền Nam. Về tác phẩm, chúng ta thấy bài thơ có hoàn cảnh sáng tác đặc biệt, sáng tác tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi tác giả qua đời. Bài thơ có thể thơ là ngũ ngôn và bố cục bốn phần. Khổ đầu, ở khổ thơ đầu là cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời. Khổ thơ thứ hai và ba là mùa xuân của đất nước, con người. Khổ thứ bốn và năm là ước nguyện của tác giả. Và khổ thơ cuối là lời ngợi ca quê hương đất nước. Chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu từng phần. Phần thứ nhất, cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời. Ở đấy, bức tranh mùa xuân đã được miêu tả vô cùng đẹp. Có dòng sông xanh, có bông hoa tím biếc, có âm thanh của tiếng chim. Và nó được miêu tả qua rất nhiều các giác quan, cả thị giác, thính giác, xúc giác. Đặc biệt là hình ảnh, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng, tác giả miêu tả âm thanh tiếng chim bằng ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, làm ta cảm tưởng như là những âm thanh ấy nó cô đặc lại thành giọt, đồng thời diễn tả cảm giác say sưa ngây ngất của tác giả. Một tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống đã làm chúng ta cảm thấy những dòng thơ đầu vô cùng đẹp. Phải nói là những hình ảnh ở trong khổ thơ đầu gợi cho chúng ta thấy hình ảnh của một mùa xuân thật tươi đẹp. Nó không chỉ là mùa xuân ở trên dòng sông Hương ở xứ Huế, mà còn là mùa xuân sao xuyến của đất trời. Ở đấy thì từng giọt mùa xuân long lanh hay là từng âm thanh tiếng chim long lanh gợi cho chúng ta thấy được cái nhìn xốn sang sao xuyến của một tâm hồn vô cùng yêu cuộc đời, yêu thiên nhiên. Nó được truyền tải qua rất nhiều các giác quan, như mắt nhìn thấy màu tím của bông hoa giữa dòng sông xanh mênh mang, tai nghe thấy tiếng chim hót vang trời của một con chim triển triện, và da thịt bàn tay thì hứng lấy những giọt mưa xuân mát lạnh. Mùa xuân đã về trên quê hương đất nước. Và cần nhấn mạnh đây là cái nhìn mùa xuân đặc thù của một thi sĩ, nhờ chú ý đến cái đẹp thẩm mỹ của cảnh xuân, không khí xuân. Sáu câu thơ của khổ thơ đầu đã truyền cảm xúc tinh tế về mùa xuân, làm cho chúng ta cảm thấy như là đang đứng trước mùa xuân vô cùng tuyệt đẹp của đất nước, quê hương. Từ đấy thì tác giả đã trình bày cảm xúc của mình về mùa xuân của đất nước. Mùa xuân người cầm súng, lộc sắc đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương lúa. Rồi có những câu thơ như tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Đặc biệt là câu thơ so sánh, đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước. Ở đó thì tác giả đã vẽ ra một không gian đất nước với cả sức sống tươi mới, rộn rã. Mạch thơ mở rộng với những hình ảnh cảm xúc về mùa xuân đất nước, nhân dân. Từ cái nhìn của nhân vật tôi mà mở rộng đến nhân dân. Hai nhân vật tiêu biểu đại diện cho nhân dân là người cầm súng, người chiến đấu giữ nước, và người ra đồng, người sản xuất dựng nước. Hai hình ảnh chọn lọc mang đậm sắc xuân là lộc sắt đầy trên lưng, những cành lá ngụy trang trên lưng người chiến sĩ, và lộc trải dài trên lưng mạ. Cái xôn xao, cái hối hả của không khí mùa xuân như đâu đây bên cạnh nhân vật trữ tình. Đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn đâu đó những khó khăn chồng chất, nguy cơ chiến tranh vẫn còn đe dọa, vẫn cần có những tay súng vững chắc để bảo vệ, vẫn cần có những bàn tay lao động cần cù để xây dựng. Những vất vả gian lao suốt 4.000 năm dựng nước và giữ nước vẫn còn tiếp tục. Có nghĩ như thế thì ta mới hiểu vì sao mùa xuân của đất nước vẫn cần những đóng góp, những cống hiến mùa xuân nho nhỏ của mỗi người. Đặc biệt ở đây thì chúng ta để ý tới những suy ngẫm của tác giả về đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao. Đó là những suy nghĩ trầm lặng về lịch sử đất nước 4.000 năm. Từ cảm xúc về mùa xuân của đất nước, tác giả đã có những suy nghĩ về mùa xuân trong suy tưởng của mình. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta làm một nốt trầm. Ở đây, tác giả đã nguyện làm những sự vật để đóng góp cho mùa xuân của đất nước, để hòa vào bản nhạc chung của dân tộc. Điệp từ ta làm được nhắc lại
như một sự nhấn mạnh, một sự khẳng định, mong muốn đóng góp của bản thân mình. Tác giả muốn đóng góp một phần nhỏ bé. Một phần nhỏ bé chỉ như một mùa xuân nho nhỏ thôi, lặng lẽ dâng cho cuộc đời thôi. Nhưng vậy, đó là một ước nguyện cống hiến một cách khiêm tốn và chân thành. Dù là khi tác giả còn trẻ, mới chỉ là tuổi 20, dù là khi tóc bạc, thì tất cả sự cống hiến đấy vẫn mãi mãi cống hiến không phân biệt tuổi tác. Rõ ràng đến đây, mày cảm xúc đã thay đổi, từ suy tư về đất nước quay trở lại suy tư về bản thân, để cái tôi chuyển và cái tôi đã chuyển sang ta. Hai hình ảnh trong khổ thơ mở đầu đã được tái hiện. Nếu một bông hoa tím biếc, một tiếng chim chiền chiện nhỏ bé có thể góp phần làm nên không khí xuân, thì ta cũng nguyện làm một con chim hót, làm một cành hoa. Đây là một ước nguyện chân thành của nhà thơ, một người nghệ sĩ. Nếu như trong bức tranh xuân có người lính cầm súng ra trận, có người nông dân ra đồng, thì người nghệ sĩ sẽ góp vào bản nhạc xuân của đất nước một nốt trầm sao xuyến. Khát vọng dâng hiến cho đời sức lực bé nhỏ, dù lặng lẽ, nhưng trước sau vẫn như một, thủy chung như nhất. Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Một mùa xuân thật đẹp đẽ biết bao, sự cống hiến làm cho chúng ta thật xúc động biết bao. Ở đây, các động từ, vị từ như làm, hòa nhập, thể hiện một sự hóa thân kỳ diệu. Cái ta của thi sĩ đã động điệu với tâm hồn. Thanh Hải rõ ràng đã lựa chọn được những chi tiết nghệ thuật điển hình để bày tỏ một lẽ sống, biểu lộ một tâm niệm của tác giả đối với Tổ quốc và nhân dân. Những hình ảnh con chim hót, một nhành hoa, một bức trầm sao xuyến mang ý nghĩa vừa tượng trưng vừa trong sáng. Còn gì vui hơn khi nghe thấy tiếng chim hót vang trời của một con chim chiền chiện gọi xuân về? Còn gì đẹp hơn một cành hoa tím biếc đem hương sắc điểm tô cho cảnh sắc mùa xuân đất nước, mùa xuân của lòng người? Mượn những hình ảnh của thiên nhiên và cuộc đời, tác giả đã nói lên mong ước được sống một cách có ích, được đem hương sắc, niềm vui cho nhân dân, tô điểm cho đất nước vào xuân. Và đặc biệt chúng ta chú ý đến hình cái âm thanh một nốt trầm sao xuyến trong bản hòa ca. Ở đây tác giả không cần mình làm một nốt cao, chỉ cần làm một nốt trầm thôi, một nốt trầm đóng góp lặng lẽ. Em ơi, mùa xuân đến rồi đó. Cảm hứng ấy mãnh liệt khi chúng ta ngâm khẽ những phần thơ trong bài mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Thật khiêm nhường và trang trọng, nhà thơ nguyện làm nốt trầm thôi để nhập vào tiếng hát của nhân dân vui mừng đón xuân về. Và khi đọc thơ này chúng ta còn xúc động hơn khi mà chúng ta thấy nói rằng đó là sự cống hiến không phân biệt tuổi tác, không phân biệt ở bất kỳ một giai đoạn nào trong cuộc đời của mình. Quả là một mùa xuân nho nhỏ, một sự cống hiến đáng trân trọng. Ở đây chữ một mùa xuân nho nhỏ được lặp lại nhiều lần. Từ cặp từ lấy nho nhỏ và từ lấy lặng lẽ đã diễn tả một thái độ chân thành, một đức tính khiêm tốn của con người, lấy tình thương làm chuẩn mực cho đạo lý sống. Sống để hiến dâng, để phục vụ, để đem tài năng phục vụ cho đất nước, nhân dân, không ồn ào khoe khoang mà chỉ lặng lẽ dâng cho đời. Đây là một ý thơ rất hay, thể hiện một ước mơ, một khát vọng và một cái lý tưởng sống tiến bộ. Trong cái chung có cái riêng, mối quan hệ cá thể chan hòa với cộng đồng, cái tôi cá nhân hướng về cuộc sống rộng lớn của nhân dân. Biết lặng lẽ dâng cho đời là biết sống vì mọi người, biết cư xử đầy tính nhân văn. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Nếu cách đây 600 năm Nguyễn Trãi đã khẳng định mui có một lòng trung lẫn hiếu, mài trăng khuyết, nhuộm trăng đen, thì Thanh Hải trước lúc đã từ cuộc đời cũng tâm niệm lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Lời nguyện cầu của Thanh Hải thật sự trung thủy, sát son. Cả cuộc đời giữ tròn một lẽ sống từ tuổi 20 cho đến khi tóc bạc. Tuổi 20, tuổi thanh xuân, đẹp nhất của đời người. Một năm khởi đầu bằng một mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, cho đến khi tóc bạc, đến khi xê bóng, thì những suy nghĩ ấy, sự cống hiến ấy vẫn không thay đổi. Cuối cùng của bài thơ, tác giả đã khép lại bằng những lời ngợi ca quê hương. Ta xin hát câu Nam Ai Nam Bình. Câu Nam Ai Nam Bình là thể hiện tấm lòng ân nghĩa thủy chung. Tác giả cất lên tiếng hát với mong muốn là có thể đóng góp cho đất nước, ngợi ca vẻ đẹp đất nước quê hương. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Bài thơ
đã thể hiện cho chúng ta thấy tiếng lòng tha thiết yêu mến, gắn bó với đất nước, với cuộc đời, thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Đồng thời, chúng ta cũng thấy về mặt nghệ thuật, bài thơ có được viết theo thể năm tiếng, có nhạc điệu trong sáng, tha thiết, gần gũi với dân ca. Và trong đó tác giả sử dụng nhiều hình ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe.